chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Cạn nước mắt với lá thư xin giúp đỡ bạn đến trường của cô học trò lớp 7. Vừa qua, mạng xã hội đã lan truyền bức thư viết tay đầy xúc động của nữ sinh Trần Bằng Nhi, học sinh lớp 7A, trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, xin học bổng cho nam sinh học cùng lớp có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Bức thư với nét chữ rất đẹp có nội dung: "Con chào bác ạ, con là Trần Bằng Nhi, năm nay con học lớp 7, trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh. Lời đầu tiên, cho con gửi tới bác và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui bác nhé. Hôm nay, con muốn chia sẻ về câu chuyện của một bạn lớp con và mong được bác giúp đỡ. Bạn ấy là Phạm Quang Hoài, là bạn học cùng lớp con. Năm ngoái, con về hỏi mẹ, sao con thấy bạn buồn buồn, thì thoảng bạn khóc mẹ ạ? Mẹ con nói, bạn Hoài không sống cùng mẹ từ nhỏ, bố lại bị bệnh, bạn ấy được ông bà nội nuôi dưỡng từ lúc bé, các con nên giúp đỡ và động viên bạn. Chúng con là bạn 2 năm nay, trong học tập được cô giáo chủ nhiệm giúp đỡ tận tình. Nhưng bác ơi, cách đây 2 tháng, ông nội bạn ấy đã ngoài 70 tuổi, mắc bệnh ung thư. Đã khó khăn, nay càng thêm khó khăn, khi bố và bà nội không làm được gì cả. Niềm hy vọng để hai anh em bạn ấy tiếp tục đến trường, con sợ sẽ dần khép lại khi không có ai giúp đỡ. Con rất lo cho bạn Hoài, bạn ấy không những cần sự giúp đỡ về mặt tinh thần mà còn vật chất. Nếu bác có thể giúp đỡ thì con tin rằng sự giúp đỡ của bác, bạn Hoài sẽ cảm thấy vững vàng hơn trong quá trình học tập của mình. Con mong bác sẽ đọc được những dòng tâm sự của con và con tin bác sẽ có cách giúp bạn Hoài ạ. Con cảm ơn bác nhiều." Em Nhi cho biết, qua thời gian học tập cũng như tìm hiểu hoàn cảnh của bạn, thấu cảm được nỗi mất mát cũng như những vất vả, khó khăn bạn đã và đang phải đối diện, nên em đã viết bức thư trên gửi cho người bác là Hoàng Trọng Thủy, trưởng đại diện của tổ chức Zishan Foundation, tổ chức phi chính phủ có các dự án hỗ trợ về y tế và giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam, ở Huế, để nhờ giúp đỡ bạn Phạm Quang Hoài tiếp tục được đến trường. Chị Lê Thị Thanh Hiên, mẹ Bằng Nhi cho biết, rất bất ngờ trước hành động đầy ý nghĩa của con gái. "Tôi không nghĩ bức thư của con lại nhận được sự quan tâm chia sẻ của nhiều người trên mạng xã hội như vậy," chị Hiên nói. Cũng theo chị Hiên, Nhi và cháu Hoài vừa là bạn học cùng lớp và cũng là hàng xóm nên hai cháu thường xuyên chơi với nhau. Hoàn cảnh của Hoài khó khăn, nhà có hai anh em, bố Hoài bị bệnh tâm thần phân liệt, mẹ bỏ đi lấy chồng khác từ lâu, hai anh em sống cùng bố và ông bà nội. Thầy Nguyễn Bá Thành, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng cho biết, ngay khi biết được nội dung bức thư của Bằng Nhi, nhà trường rất xúc động và trân quý tấm lòng của em đối với bạn. Hiện tại, em Hoài đã được miễn giảm học phí. Ngoài ra, sau khi bức thư được lan truyền, đã có những người hảo tâm hứa sẽ hỗ trợ em. Bên cạnh đó, một cơ quan báo chí ở khu vực miền Trung Tây Nguyên đã quyết định hỗ trợ cho Hoài mỗi tháng 500.000 đồng và 10kg gạo để em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình, thầy Thành thông tin. Cũng theo thầy Thành, biết hoàn cảnh khó khăn của anh em Hoài, nhà trường luôn tạo điều kiện, ưu tiên dành những phần quà cho em khi có các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ học sinh trong trường. Cũng là câu chuyện về tình bạn đẹp như nữ sinh lớp 7 vừa qua, là câu chuyện của hai nam sinh Minh và Hiếu ở Thanh Hóa đã lấy đi nước mắt và nhận được sự thán phục của rất nhiều người. 10 năm cõng bạn tới trường, cùng nhau vào đại học với trên 28 điểm 3 môn. Một cái kết đẹp như cổ tích của đôi bạn thân 10 năm cõng bạn tới trường, Minh và Hiếu lại được viết lên khi cả hai sẽ cùng bước vào giảng đường đại học khi có điểm số rất cao. 28,10 và 28,15 điểm 3 môn trong kỳ thi Trung học Phổ thông năm 2020. Câu chuyện về tình yêu thương và lòng hiếu học của đôi bạn thân 10 năm cõng bạn tới trường, Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh, học sinh trường Trung học Phổ thông Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã làm tan chảy bao con tim. Suốt 10 năm qua, không quản nắng mưa, Nguyễn Tất Minh đến trường bằng đôi chân của Ngô Minh Hiếu. Và giờ đây, ước mơ thi đậu vào các trường như mong muốn của Hiếu và Minh đã thành sự thực. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020, đôi bạn này đã có điểm thi rất cao. Hiếu thi khối B với số điểm 28,15, Toán 9,4, Hóa 9,75, Sinh 9. Còn Minh đậu khối A với điểm số 28,1, Toán 9,6, Lý 9,25, Hóa 9,25. Ước mơ của Minh sẽ thi đậu vào khoa công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Còn mơ ước của Hiếu sẽ trở thành bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh cứu người khi đăng ký thi vào Trường Đại học Y Hà Nội. Những ngày qua, ngôi nhà nhỏ ở vùng quê Chiêm Trũng thuộc xóm 1, xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nơi Nguyễn Tất Minh sinh ra và lớn lên, có rất nhiều người dân lui tới hỏi thăm, chúc mừng khi hay tin Minh đạt điểm số rất cao trong kỳ thi vừa qua. Khác với những đứa trẻ khác, ngay từ khi lọt lòng mẹ, Minh đã bị tật nguyền
khiến đôi chân và cánh tay phải cứ co quắp và càng lớn nó càng teo tóp lại. Dù dị tật nhưng Minh rất ham học, đòi tới trường bằng được. Thương bạn, Ngô Minh Hiếu đã tự nguyện lắn đôi chân cõng bạn dòng dã suốt 10 năm tới trường. Mặc dù đạt được điểm số rất cao, thế nhưng Nguyễn Tất Minh cho biết vẫn rất tiếc nuối vì chưa đạt được điểm cao hơn như kỳ vọng. Tuy nhiên, mình cũng rất vui vì với em mỗi kỳ thi là một kỷ niệm. Vì thế, em muốn lưu giữ những kỷ niệm đó. Với em, có được kết quả học tập như ngày hôm nay, em rất biết ơn các thầy cô giáo và đặc biệt là bạn Hiếu, người đã thay đôi chân đưa em đến trường mỗi ngày suốt 10 năm qua, mình chia sẻ. Chị Nguyễn Thị Lý, mẹ của Minh cho biết, khi hay tin Minh đạt điểm số cao, vợ chồng chị rất vui sướng và tự hào. Chị bảo, ước mơ trước đây của Minh là được trở thành bác sĩ giống như Hiếu. Nhưng rồi, vì hoàn cảnh thực tại của mình đã chuyển sang học khối A và mơ ước thành kỹ sư tin học, IT. Vui, hạnh phúc lắm, nhưng chặng đường phía trước của con cũng rất gian nan. Bởi từ nay, Minh không còn được Hiếu làm đôi chân đưa đón hàng ngày. Chắc chắn bố sẽ ra cùng để đưa đón Minh đến trường, rồi kiếm một công việc nào đó để làm, để trang trải cuộc sống, cố gắng mua cho con một chiếc xe lăn điện, mẹ Minh nói. Với Ngô Minh Hiếu, người 10 năm tình nguyện cõng bạn tới trường, cũng có hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ Hiếu làm công ty may, còn bố hàng ngày đi làm phụ hồ tận Hà Nội, Bắc Ninh. Ngay sau buổi thi cuối cùng, Hiếu đã lên đường ra Bắc Ninh để làm phụ hồ cùng bố. Hiếu bảo, tranh thủ để kiếm tiền, để khi đậu đại học thì có thêm tiền trang trải cho bố mẹ bớt khổ. Hiếu cho biết, ước mơ vào trường y là để chữa bệnh cho người nghèo, cho những hoàn cảnh thiếu may mắn trong cuộc sống. Và đặc biệt, nếu làm bác sĩ, Hiếu sẽ có cơ hội chữa lành chân cho mình. Ông Nguyễn Tài Quyền, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Triệu Sơn Nam cho biết, nhà trường không bất ngờ khi biết tin Minh và Hiếu thi đạt số điểm cao, bởi theo ông, thành quả đó là cả một quá trình cố gắng học tập của hai em. Minh là học sinh cá tính, dù được đặc cách vào trường do là người tật nguyền, nhưng em ấy không đồng ý và tự thi vào trường. Lúc đầu vào lớp 10 của trường, em nằm trong top những học sinh có điểm cao nhất và đến giờ thi tốt nghiệp cũng vậy. Nhà trường rất tự hào khi có một học trò nghị lực như vậy, thầy Quyền chia sẻ. Cũng theo thầy Quyền, nhà trường cũng lo lắng khi Minh bước vào một môi trường mới, xa nhà và sẽ không có bạn Hiếu bên cạnh đưa đón hàng ngày. Nên thầy Quyền đã liên hệ với một số cựu học sinh của trường hiện đang là sinh viên trường Đại học Bách Khoa để giúp đỡ Minh trong những ngày sắp tới. Câu chuyện cảm động của đôi bạn thân 10 năm cõng bạn tới trường đã được Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh viết nên giữa đời thường. Với số điểm của mình đã đỗ vào học trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, khoa công nghệ thông tin như đúng nguyện vọng. Trong khi đó, Ngô Minh Hiếu dự thi khối B với số điểm 28,15, toán 9,4, hóa 9,75 và sinh 9,0 đã đăng ký nguyện vọng ngành y đa khoa Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên, Trường Đại học Y Hà Nội mới đây đã công bố điểm chuẩn cho ngành y đa khoa là 28,9 điểm. Như vậy, Hiếu thiếu 0,25 điểm nếu cộng cả 0,5 điểm ưu tiên khu vực 2, NT để đậu nguyện vọng 1. Chia sẻ về trường hợp của Hiếu, giáo sư tiến sĩ Tạ Thành Văn, hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, ông đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về trường hợp nam sinh Ngô Minh Hiếu thiếu 0,25 điểm vào ngành y đa khoa của trường. Theo giáo sư Văn, trong trường hợp này, mọi người nên động viên gia đình cùng nam sinh Ngô Minh Hiếu nên chấp nhận kết quả, tuân thủ theo đúng quy chế tuyển sinh. Dù Hiếu đã làm một việc rất tốt, được cộng đồng xã hội đánh giá cao, nhưng khoảng cách 0,25 điểm là khoảng cách của hàng chục thí sinh. Với điểm số trên của em Hiếu, em vẫn đỗ được Đại học Y Thái Bình và thực hiện được ước mơ trở thành một bác sĩ sau này, giáo sư Văn chia sẻ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.